Bắt đầu một ngày mới tại khóa tu Bút Sen Hồng Chùa Ba Vàng năm 2023. Chúng con đã cùng nhau thức dậy, cùng nhau gấp chăn gối gọn gàng. Việc làm tuy nhỏ này nhưng đã giúp chúng con bước đầu rèn luyện được tính tự lập khi tham gia khóa tu mùa hè. Mỗi buổi sáng, chúng con đều được tập thể dục để đón chào ngày mới. Chúng con được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn xếp hàng thẳng tắp. Chúng con vừa được vận động thân thể với những điệu nhảy vui tươi, khỏe khoắn, vừa được hít thở bầu không khí trong lành tại nhà lớn Ba Vàng. Vui lắm, khỏe lắm ạ! Thể dục! Khỏe! Khỏe! Một tràng vỗ tay ào ào như mưa sao! Ở khóa tu, chúng con còn được làm quen với rất nhiều bạn mới. Chúng con rất vui khi được cùng nhau sinh hoạt lớp, cùng nhau vui chơi. Chúng con cũng được tự tin thể hiện tài năng và tỏa sáng hết mình trong những buổi sinh hoạt tập thể. Thỏa sức sáng tạo khi cùng nhau làm bằng bộ đầu của nhóm. Con còn được gắn kết hơn nữa khi được cùng nhau vượt qua thử thách của chương trình chơi trò chơi. Gà con nhặt thóc, ong nâu tìm mật, gấu trúc đào măng, kiến vàng tham mồi, khỉ con hái quả. Những trò chơi thú vị đã giúp chúng con học được cách kết hợp đội nhóm, đoàn kết, yêu thương và nhường nhịn nhau hơn. Sau khi tham gia những hoạt động bổ ích, chúng con đã được thưởng thức những bữa ăn rất ngon và hấp dẫn. Chúng con cùng nhau ăn cơm rất ngon lành, việc tự xúc cơm ăn với chúng con chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Sau khi ăn xong, chúng con còn tự rửa bát nữa đấy ạ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Chúng con rất vui khi được học cách sống tự lập, biết giúp đỡ bạn bè xung quanh. Tham gia khóa tu Búp Sen Hồng, chúng con cũng được kết nhiều duyên thiện lành trong hiện tại và tương lai khi được tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Những thời khóa lễ Phật, đọc lời khấn nguyện dưới sự ân cần hướng dẫn của quý thầy đã làm nảy nở nhiều mầm thiện, khiến chúng con biết kính thầy cô, yêu thương muôn loài. Con thành tâm sám hối những lỗi con đã làm, ham chơi chưa trăng màu, còn lại có những lúc không vâng lời cha mẹ và có khi ngỗ nghịch cãi đánh lộn. Chúng con rất vui và hạnh phúc khi được tự tay rớt bát cúng dường bánh kẹo vào bình bát của chư Tăng. Chúng con được biết đây chính là duyên lành giúp chúng con có một tương lai tốt đẹp, có thêm nhiều phúc báu giúp chúng con trở nên thông minh, trí tuệ, chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, chúng con cũng đã được học hiểu về nhân quả. Câu chuyện sư phụ kể về con bò báo oán với sự phân tích dễ hiểu của chư Tăng đã giúp chúng con rút ra được nhiều bài học bổ ích, biết tập làm điều thiện để gặp được những điều tốt lành, biết nói những lời hay, ý đẹp, làm lợi ích cho mình và cho tất cả mọi người. Chúng con cũng rất vui khi được gặp cô chủ nhiệm, được lắng nghe cô chia sẻ về chủ đề học vâng lời và cố gắng. Qua chia sẻ của cô, chúng con thấy mình cần biết vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, biết kiên trì, cố gắng, vượt qua chướng ngại trong mọi việc, có được bình tĩnh, tập trung, thông minh và được thành công trong cuộc sống. Thế cho nên là việc tốt luôn luôn được khen ngợi, người tốt luôn luôn được quý mến các con ạ. Cho nên các con muốn được mọi người khen ngợi, muốn được mọi người quý mến thì các con phải rèn đức tính gì? Cố gì? Cố gắng. Vâng gì? Vâng lời. 4 ngày khóa tu trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc chúng con phải tạm biệt sư phụ, chư Tăng, các cô bác Phật tử, các anh chị tình nguyện viên để trở về với vòng tay của bố mẹ. Những điều bổ ích được học trong khóa tu sẽ giúp chúng con biết nói những lời chân thật, biết chia sẻ yêu thương, giúp đỡ ông bà,
chúng con sẽ cố gắng trở thành những người con ngoan, trò giỏi, kính mến thầy cô, yêu thương bạn bè. Chúng con sẽ luôn là những búp sen hồng sạch trong, ngoan ngoãn và đáng yêu của nhà lớn Ba Vàng. Chúng con kính yêu sư phụ, chúng con kính yêu sư tăng.